Trâm Quan đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiến Tài Mobile, lại là mình đây. Chắc hẳn ai đam mê công nghệ này, ai thích vọc vạch và cũng như là sửa chữa những thiết bị điện tử thì đã mua cho mình một bộ tua vít đến từ Xiaomi Wiha, có rất là nhiều đầu vít giống như mình đang sử dụng ở đây rồi. Cá nhân mình cũng không ngoại lệ các bạn ạ. Và với bộ tua vít này thì mình đã mua nó và sử dụng nó suốt một năm vừa qua, và đến bây giờ thì nó vẫn sử dụng một cách cực kỳ tốt đó. Nhưng mà có một điều là mình đã làm mất đi một cái đầu vít trong bộ tua vít 24 đầu rồi, và bây giờ cũng đang tính để tìm mua cũng như sử dụng lại nó. Và với cái bộ tua vít này thì mình thấy rằng đây là một bộ tua vít quốc dân với một cái mức giá rẻ này, cùng với đó thì công năng sử dụng của nó cực kỳ nhiều, khi nó có thể vặn được những thiết bị như là điện tử này, rồi chúng ta có thể vặn được ổ cắm này, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, vân vân và mây mây. Nói chung có bất kỳ cái đầu vít nào thì nó có thể mở được hết. Thậm chí nó có những đầu vít mà ở Việt Nam mình không dùng như là cái đầu vít này. Và đây là một trong những thứ mà mình thấy rằng là nó rất là cần thiết, tại vì nó sẽ có thể vặn được và sửa được cái ổ cắm đến từ thương hiệu nhà Xiaomi. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái tua vít thường thì nó sẽ không mở được đâu. Và sau một năm thì mình thấy cái tua vít này nó sẽ có một cái điểm yếu là cái cán của nó ấy thì nó không có motor, nên là mình phải vặn bằng tay thực sự là rất là lâu. Khi mà mình vặn những thiết bị mà có ốc dài hoặc là vặn nhiều ốc chẳng hạn thì mình thấy đây chưa phải là một cái thiết bị nó thú hiệu lắm. Thế nên là nhà Xiaomi Wiha đã chính thức update một cái bộ tua vít nó xịn sò hơn, nó cao cấp hơn hẳn. Đó chính là bộ tua vít điện Xiaomi Mizia mình đang có ở đây. Thì nếu như ta nhìn về thiết kế thì các bạn sẽ thấy rằng là với bộ tua vít điện thì nó sẽ to hơn khá là nhiều, đương nhiên rồi. Nhưng mà thiết kế tổng thể của nó thì cũng tương đương. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn review về cái sản phẩm bộ tua vít điện này để xem nó sẽ có gì khác so với bộ tua vít cơ, cũng như là chúng ta có nên mua bộ tua vít điện này không nhá. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về sản phẩm này với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo ngay tại Chiếm Tài thông qua đường link ở phần mô tả video. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nhận xét về thiết kế của nó đi. Thì nếu như chúng ta ví cái bộ tua vít Wiha trước đây như là một cục sạc dự phòng 10.000 mAh, thì với bộ tua vít lớn hơn thì mình nghĩ rằng nó sẽ giống một bộ sạc dự phòng có dung lượng là 20.000 mAh các bạn ạ, tại vì nó to hơn rất là nhiều. Và cái phần hoàn thiện bên ngoài vỏ của nó thì cũng tương tự như nhau, khi nó sẽ được làm từ chất liệu đó chính là nhôm nguyên khối. Đây là một cái chất liệu mà mình thấy rằng rất cao cấp, chỉ xuất hiện trên những cái bộ tua vít đến từ nhà Xiaomi mà thôi. Ngoài ra thì với những bộ tua vít rẻ tiền ở ngoài thị trường thì mình thấy nó cũng chỉ được làm từ chất liệu là nhựa mica thôi các bạn ạ. Ở phía trước các bạn sẽ có là logo của Xiaomi Mizia, ở bên dưới các bạn sẽ không có gì cả. Ở mặt trên ấy thì đây là cái vị trí chúng ta ấn vào một cái để có thể lấy bộ tua vít ra đó. Và với cái sản phẩm này thì nó sẽ có tông màu là xám mờ tương tự. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox luôn để xem là bên trong nó sẽ có gì nhá. Ở đây thì các bạn sẽ còn có thêm cho mình là một cái bộ cán tua vít mới của chúng ta này, và đồng thời với cán tua vít này thì nó được update thêm một cái motor điện rồi. Và ở đây thì các bạn vẫn có nguyên cho mình là 24 đầu tua vít khác nhau để chúng ta có thể vặn được những thiết bị điện tử, để chúng ta có thể vặn được những cái thiết bị điện như là nồi cơm, rồi có thể vặn được những thiết bị như là máy ảnh chẳng hạn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một sự nâng cấp ở đây. Khi mà với những cái tua vít ở hàng đầu ấy thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã được update về kích thước của nó đã dài hơn. Như vậy thì chúng ta có thể vặn được những cái đầu vít nó nằm ở trong sâu chẳng hạn. Đó. Và những cái đầu vít còn lại thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ tương tự so với lại cái tua vít Wiha trước đây. Nó vẫn sẽ là ngắn ngắn và thậm chí chúng ta có thể sử dụng nó cho nhau luôn, tại vì nó đều dùng chung cái tiêu chuẩn ốc. Và với cái đầu vít này thì nó sẽ được làm từ chất liệu thép gia cường S2, nó sẽ có độ cứng là 60HDC. Đây là một cái độ cứng mà chúng ta có thể vặn được tất cả con ốc đang có trên cái đời này rồi, trừ ốc titan ra, tại vì ốc titan thì độ cứng của nó cũng sẽ cao hơn. Còn những con ốc như là ốc điện thoại iPhone này, rồi những cái ốc như nồi cơm điện các thứ thì các bạn cứ vặn thoải mái và chúng ta sẽ không lo đến cái vấn đề là đầu vít của nó sẽ bị tuôn ra nhá. Đó, và đó là cái phần đầu vít. Và bây giờ thì mình sẽ review đến cái phần là điện của chúng ta, đó chính là cái phần cán điện, và tích hợp luôn cho chúng ta một cái motor điện ở bên trong để giúp chúng ta có thể vặn được một cách nhanh chóng hơn. Thì thiết kế của cái tấm tua vít điện này thì nó sẽ có đôi chút khác biệt, khi cái phần thân của nó đã to hơn rất là nhiều, tại vì nó sẽ được trang bị một cái viên pin lithium này. Ngoài ra thì nó sẽ còn được trang bị thêm một cái động cơ điện bên trong để có thể giúp chúng ta có thể vặn vít một cách nhanh hơn đó. Và cái phần vỏ ngoài của nó thì được làm từ chất liệu nhôm nguyên khối tương tự như là cái phần vỏ hộp của nó luôn. Và ở bên dưới thì các bạn sẽ có ở đây là cái phần núm vặn, và cái phần núm vặn này thì các bạn sẽ có 3 chế độ nhá. Chế độ thứ nhất là các bạn sẽ vặn nhẹ để vặn những thiết bị điện tử như là ốc của iPhone này,
là những thiết bị điện tử nhạy cảm, các bạn cần một cái lực vặn nhẹ nhàng thôi thì chúng ta nên lựa chọn cái chế độ này, vì nó sẽ có lực vặn là 0.5 newton, và khi bạn vặn về khu vực trung tâm thì đây là chế độ vặn cơm. Các bạn có thể dùng tay vặn nó với một cái lực vặn là 3 newton, và khi các bạn vặn qua chế độ 2 ở đây thì nó sẽ có lực vặn là 2 newton, để giúp chúng ta có thể vặn được những thiết bị điện tử nó yêu cầu một cái lực nó mạnh hơn, như là nồi cơm điện, như là bản mạch điện tử, hoặc chúng ta muốn lắp ráp PC chẳng hạn, thì với cái level 2 này thì mình thấy nó sẽ phù hợp. Còn nếu các bạn cần một cái lực vặn mạnh nhất thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên sử dụng chế độ thủ công đó. Còn nếu mà vặn thiết bị nhẹ thì chúng ta nên lựa chọn cái level cho nó phù hợp nhé. Rồi, đến với lại cái phần điều khiển, chúng ta có thể vặn trái, vặn phải, vặn nó vào hoặc là lấy con ốc ra, thì đây là cái vị trí công tắc của nó. Nó sẽ có hai cái công tắc left và right. Đó, tương tự sẽ là vặn vào, có cách là vặn vào này. Và cũng như là chúng ta sẽ có vặn ra ở đây. Và ở phía trên ấy thì nó sẽ có cho chúng ta một cái phần bám được làm cái phần G lồi lên ở đây. Rất là chắc chắn khi mà chúng ta cầm vào thì nó sẽ giúp chúng ta có thể bám tay hơn và tạo lên một cái lực vặn nó sẽ mạnh hơn và có thể phá được những con ốc để lâu ngày hoặc cứng chắc chẳng hạn. Rồi, phần trên chính là cái vị trí con ốc 1/4 inch. Và với con ốc này thì chúng ta có thể thay thế được những cái đầu vít khác nhau. Chúng ta có thể bỏ vào đây thì ngay lập tức nam châm của nó sẽ hút lại. Đó, rất là chắc chắn. Và cái motor bên trong của nó thì sẽ có cho chúng ta cái lực vặn là 2 newton nhé. Cùng với đó thì nó sẽ có số vòng quay là 200 vòng trong 1 phút. Và với một cái tốc độ vòng quay là 200 vòng 1 phút thì mình thấy là khi chúng ta vặn những con ốc trên những thiết bị điện tử thì nó cực kỳ nhanh luôn. Chỉ tầm 2-3 giây thôi thì các bạn đã có thể vặn xong một con ốc rồi. Như vậy thì so sánh với cái bộ WeHa mình đang có ở đây thì cái tốc độ vặn của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và sẽ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian. Rồi, nhưng mà cũng lưu ý rằng là cái vặn tua vít điện này ấy, thì chúng ta nên áp dụng trong những trường hợp cần thiết thôi. Còn nếu như chúng ta cần một cái độ chính xác cao, cần một cái độ tỉ mỉ nhất định thì các bạn nên chuyển qua chế độ vặn tay để có thể là chính xác nhất đó. Và đến với lại cái phần pin bên trong ấy thì nhà sản xuất không công bố dung lượng pin của nó là bao nhiêu. Tuy nhiên họ chỉ công bố là khi mà chúng ta sạc đầy viên pin này thì chúng ta có thể vặn được 400 chiếc ốc liên tục. Và nếu như mỗi chiếc iPhone như mình đang có ở đây nó có 20 con ốc chẳng hạn thì chúng ta có thể vặn được 10 chiếc iPhone. Và nếu như những chiếc nồi cơm điện có tầm 10 đến 20 con ốc thì chúng ta cũng sẽ vặn được số ốc là tương tự nhá. Nói chung thì với viên pin này thì mình thấy nó quá đủ dùng cho một cái sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn như thế này. Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ mất đâu đó tầm là 160 đến 200 phút để sạc đầy, tức nghĩa là sẽ mất tầm là 3 đến 4 tiếng để sạc đầy viên pin đang có trên cái sản phẩm này nhá. Ok, như vậy thì trong video này thì mình đã cùng các bạn review về bộ tua vít điện mới đến từ nhà Xiaomi. Đây là một cái phiên bản nâng cấp của bộ vặn vít thần thánh Xiaomi WeHa trước đây. Và với bộ vặn vít này thì mình thấy sẽ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian này. Ngoài ra là công năng sử dụng của nó thì cũng sẽ tương tự, và chất liệu cấu thành của nó cũng rất là cao cấp. Vỏ được làm từ nhôm, rồi là những cái đầu vít của nó thì sẽ được làm từ chất liệu là thép gia cường S2, độ cứng đến đấy là 60 HRC, và pin của nó cũng rất là trâu, lên đến là chúng ta có thể vặn liên tục được là 400 đầu vít khác nhau. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sổ này? Và nếu bạn đang dùng bộ WeHa và bạn đang muốn update lên một bộ khác thì các bạn có lựa chọn bộ tua vít này không, hay sẽ là lựa chọn những bộ tua vít khác, thì đừng quên để lại cho Chiến Tài Mobile một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại cho bọn mình một like và subscribe nhé. Bye bye.